Từ thời Joseon, việc chuẩn bị mâm cơm để dâng lên tổ tiên ngày Tết cần nhiều thời gian và công sức nhất. Phụ nữ trong gia đình Hàn Quốc mất nhiều ngày để chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng. Thế nhưng công việc này đang dần thay đổi. Thay vì tự tay xử lý mọi nguyên liệu riêng lẻ, người tiêu dùng giờ đây có thể đặt hàng những khẩu phần được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần báo trước một ngày là đã có thực phẩm giao tới tận nhà. Các khách hàng thường đặt món bánh gạo truyền thống, thịt bò hay miến. Thay vì phải mất thời gian để chuẩn bị, giờ cả gia đình có thể cùng nhau quây quần và thưởng thức các món ăn. Đây là những gì cần thiết để chuẩn bị cho một mâm cơm 4 người có giá khoảng 40 đô la Mỹ. Bộ dụng cụ ăn uống được đóng gói, kèm theo các nguyên liệu được rửa sạch, thái lát và bọc kỹ càng. Gia vị tẩm ướp cũng đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ vào chảo hoặc nồi rồi chế biến. Món ăn giao tận nhà rất tiện lợi và không lo thực phẩm dư thừa. Tôi không cần phải tự tay chuẩn bị nguyên liệu. Thực phẩm cũng rất tươi ngon. Trong khi đó, hộp cơm cũng đang ngày càng phổ biến mỗi dịp lễ. Thống kê cho thấy, doanh thu của sản phẩm này đã tăng tới 200% so với năm ngoái. Đối tượng khách hàng chính là các thanh thiếu niên, đặc biệt là với sự gia tăng của những người thích sống một mình. Họ có xu hướng không chuẩn bị cho lễ Seolan. Bên cạnh đó, còn có những người ở lại thành phố dịp lễ Tết để kiếm thêm thu nhập. Khảo sát cho thấy, cứ 5 người trong độ tuổi từ 20 đến 30 ở Hàn Quốc thì có một người ở lại thành phố dịp lễ Tết. Trong bối cảnh các nhà hàng đều đã đóng cửa, các cửa hàng tiện lợi với rất nhiều món ăn đa dạng đang là sự lựa chọn khả thi nhất.